Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn là cách chọn vợ theo tiêu chuẩn của người xưa. Người xưa thì thường chọn vợ dựa trên tiêu chuẩn nào? Đấy, thì đa phần người ta hay dựa trên tiêu chuẩn về tướng số và lý số. Thì tướng số thì họ hay quan tâm về yếu tố gì? Đấy, họ có một số cái mẹo vặt đấy để họ chỉ cho mình. Hôm nay mình sẽ đấy chỉ cho các bạn. Ngày xưa chọn vợ có nhiều cách khác nhau, ngoài việc tra lý lịch gốc gác nhân thân còn áp dụng xem cả tứ trụ tử vi nhân tướng của cái đối tượng mình định lấy. Nhân tướng học thì đưa ra một số tiêu chuẩn như sau, các bạn tham khảo. Thứ nhất là cốt tú, răng trắng như ngọc, nhục tú, nhục là da, da thịt, khuôn mặt hồng hào xinh đẹp, huyết tú, lông mày thanh toát, tóc đen, khí tú, tiếng nói trong trẻo, vang xa rõ ràng, chất tú, tinh thần minh mẫn, ánh mắt trong sáng. Người phụ nữ có đủ năm nét đẹp trên thì không những tình duyên hạnh phúc mà còn lấy được chồng giàu sang, suốt đời được hưởng vinh hoa phú quý. Nếu có được một vài đặc điểm trên trong ngũ tú thì cũng rất là tốt. Và có thể kết hợp thêm một vài bộ vị khác trên cơ thể thì sẽ được mối nương duyên như ý nguyện. Ngoài ngũ tú, thuật xem tướng còn nêu thêm những tiêu chuẩn khác bao gồm nhãn trường mi tú, mắt dài, lông mày đẹp, thị đoan kiều mị, ánh mắt hiền dịu, làm say mê lòng người. Nhãn nội thần tàng, tinh anh thần thái giấu trong đôi mắt, ấn đường binh chính, khoảng trống giữa hai đầu mày sáng ngay ngắn không bị nõm. Mi thanh cảnh trường, cổ dài, lông mày thanh tú, ngách viên mẫn phát, trán dài, tóc đen, khuôn mặt sáng, đầu viên ngách bích, đầu tròn, trán phẳng, nhân trung phân minh, nhân trung chính là phần ngấn rãnh môi trên, thẳng xuống mũi, rõ ràng, dài và không có nếp nhăn phá tướng hoặc là môi trên treo khuất đi phần nhân trung. Tai quyền ẩn ẩn, đôi má rộng, gò má ẩn chứ không lộ xương, địa cát phong triều, cằm rộng và hơi đưa lên, mũi chứ không bị hướng về phía sau. Nhĩ hậu thần hậu, lỗ tai đầy đặn, sáng đẹp, nhĩ hậu nhĩ bạch, vành tai dài, màu sắc trắng hơn da mặt. Tứ diện bão màn, mặt mũi đầy đặn, thủ thiêm tị hiệp, là bàn tay thon, ngón tay búp măng, mũi nhỏ xinh nhưng đầy đặn, sống mũi thẳng cao là tướng vượng phu. Trường tự chu sa, lòng bàn tay hồng nhuận, sắc đỏ như son. Cốt tế bì hoạt, xương cốt thon da dẻ mịn màng thì dễ sinh quý tử. Cốt nhục tương phụ, xương thịt cân xứng hài hòa với nhau. Yến ngữ thanh hòa, tiếng nói êm hòa như tiếng chim hót. Tiếu bất nộ sỉ, cười nói có chừng mực, không cười ha hả để lộ hết răng ra ngoài là tướng vượng phụ ích tử. Hoành bộ hoãn ngoạn đơn tĩnh, đi đứng khoan thai, nằm ngồi đoan trang thư thái. Thần khí thanh hòa, bì phu tế nhuận, tinh thần khí sắc ôn hòa thuận, da dẻ nhuận sáng. Còn theo quan điểm của tử vi đầu số thì người ta có thể là dựa trên một số cung ở trong cái tử vi tử số và một số sao đấy để người ta đưa ra cái phương án người ta chọn người hôn phối. Thứ nhất là cung điền năm sinh có hóa lộc, cung điền trạch có tả phụ hoặc hữu bật, thiên can cung thiên di hóa lộc nhập vào cung mệnh, lại còn xem sao nào đồng cung thì mới có thể luận đoán. Cần tránh kiếp không tứ sát đồng cung nên có thiên khôi hoặc thiên việt, văn xương văn khúc đồng cung thì mới cho là người vợ ưng ý. Có một số quan điểm khác cho rằng cung điền trạch của nữ có một quan điểm khác cho rằng cung điền trạch của mệnh nữ hóa lộc là người vợ tốt, người này có khả năng sinh đẻ tốt. Người xưa cho rằng đông con đông cháu chính là phúc khí của gia đình, đáng sợ nhất là cô quả, người mẹ không đẻ được con. Nhưng trong xã hội hiện đại ngày nay, đông con đông cháu không còn được quá quan trọng, mỗi gia đình cần hạn chế số lượng con, hạn chế về sự tăng trưởng dân số. Đấy, trong quan điểm của tử vi, cái cung tử tức nó chính là cái cung điền thứ hai. Đấy, hai cung này tác động mật thiết với nhau. Nhiều con thì có thể là nhiều đất cát. Nhân hậu, những phụ nữ nhân hậu luôn quan tâm giúp đỡ mọi người. Nàng ta sẽ nuôi dạy các con của bạn trở thành người tốt, chắc chắn bạn sẽ ngưỡng mộ và cảm phục đức tính này của cô ấy. Hay là phải có đức tính lạc quan, cuộc sống thì không phải trải toàn hoa hồng. Mỗi một người bạn đời lạc quan suy nghĩ tích cực sẽ tiếp thêm sức mạnh để bạn vượt qua khó khăn. Không chỉ thế, nàng còn gieo tinh thần lạc quan vào tâm hồn bé nhỏ của bạn. Bạn và mọi người sẽ vui và hạnh phúc khi ở bên cô ấy. Thứ ba, cô ấy nên có cái đức tính là vui tính hóm hỉnh. Một người vui tính hóm hỉnh trong giao tiếp, cuộc sống hàng ngày luôn được quý mến. Vì vậy, hóm hỉnh trở thành tiêu chuẩn để chọn bạn đời không ít của các quý ông. Tính cách dí dỏm đồng nghĩa với sự thông minh, biết cách làm giảm sự căng thẳng trong mọi tình huống. Khi ở bên cạnh một cô gái như thế, bạn sẽ thêm yêu cuộc sống.
Nhưng mà gặp một cô vợ vui tính hoặc mình nhìn lúc nào bạn sẽ cảm thấy yêu đời, cuộc sống nó bớt áp lực hơn. Đấy, cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc. Hai là cố ấy là phải tôn trọng cái khoảng trời riêng của bạn. Ngoài cuộc sống hôn nhân, ai cũng có cần một góc trời riêng. Hãy chọn một cô gái biết tôn trọng điều ấy và cho bạn những khoảng thời gian riêng nhất định. Nếu làm được điều này, nửa kia của bạn thật sự là một người chín chắn, sâu sắc và biết tôn trọng người khác. Hơn thế, điều đó chứng tỏ nàng rất tin tưởng bạn. Thứ năm là thông cảm, biết chia sẻ. Rất khó dạy trẻ nghệ thuật thông cảm và biết chia sẻ với người khác. Khi nào người biết cách cảm thông và chia sẻ, cô ấy sẽ biết cách dạy con bạn vượt thông qua những cử chỉ của bản thân. Cuộc sống hôn nhân cần sự cảm thông của hai người. Nếu người phụ nữ bên cạnh bạn biết chia sẻ, đó sẽ là một cuộc hôn nhân hạnh phúc. 5. Biết cách ứng xử. Hôn nhân không phải là chuyện riêng của hai người. Một người vợ tốt sẽ không làm bạn khó xử về chuyện tranh cãi với mẹ chồng hay là giành cháu với bà. Một cô gái biết cách ứng xử sẽ biết cách dung hòa khéo léo giữa các mối quan hệ với nhau. 7. Cô nên thích đọc sách. Trẻ con sẽ có thói quen đọc sách nếu hình ảnh của bố mẹ mà ngồi đọc sách thì trở nên quen thuộc. Ngoài ra, một cô gái thích đọc sách sẽ hiểu biết rộng về nhiều lĩnh vực thông tin, bạn sẽ có thêm một quân sư đáng tin cậy. Thứ 8 là thích chăm sóc gia đình. Cái này quan trọng nhất này, phụ nữ ấy mà không thích chăm sóc gia đình ấy thì bạn lấy vợ ấy rất rất là mệt. Ngày nay nhiều phụ nữ thích chứng tỏ bản thân bằng các hoạt động xã hội, họ dành phần lớn thời gian để phát triển sự nghiệp và lơ là chuyện gia đình. Chọn một cô gái có thiên hướng gia đình thì hơi hiếm. Bạn sẽ được hưởng một cuộc sống gia đình ấm áp, nàng không nhất thiết phải là người nội trợ mà phải biết cân bằng giữa gia đình và công việc. Thứ 9 là người vị tha khoan dung. Những người phụ nữ vị tha thường có một gia đình hạnh phúc và cuộc sống hôn nhân viên mãn. Sự khoan dung và vị tha của cô ấy là động lực giúp bạn cũng bước trên con đường của mình. Tuy nhiên, nền tảng chính của gia đình vẫn là sự hòa hợp và ý thức của cả hai. Đừng bao giờ lợi dụng lòng bao dung của nàng để làm những cái chuyện mà không phải nhé. 10 là tự tin. Tự tin chính là tính cách rất cần thiết trong cuộc sống hiện đại. Một người mẹ tự tin sẽ dạy cho con mình cách làm nên thành công. Sự tự tin chứng tỏ nàng biết rõ vị trí của mình trong mắt người khác và tự hào về những gì mình có. Ở vị trí người vợ, nàng sẽ làm bạn hãnh diện với mọi người về sự tự nhiên và tự tin của mình. Khi làm mẹ, nàng sẽ truyền tính cách đáng quý này cho các con của bạn. Đấy, thì trên đây là một số lời khuyên của một đại gia rất là nổi tiếng trong làng tử vi Đài Loan. Đấy, thì các bạn nghe, các bạn tham khảo và đưa thêm cho mình mấy góc nhìn trong cái lựa chọn cái người hôn phối cho mình. Thường ấy, con người có hai sự kiện đặc biệt nó có ảnh hưởng đến vận mệnh của mình cả cuộc đời. Thứ nhất là lúc mình sinh ra mình không lựa chọn được bố mẹ rồi, cho nên là sướng hay khổ thì cũng tùy vào cái sự sắp đặt của số mệnh. Nhưng mà mình lấy vợ thì mình có thể là cải được mệnh. Đấy, thì người vợ sẽ tác động rất mạnh đến nửa phần sau của mình. Cho nên là mình lấy vợ hay yêu ai thì mình cũng nên là có một số tiêu chuẩn nhất định, cũng không nên là qua loa đại khái được. Đây, trên đây một số vài thông tin mình đưa ra dựa trên cả quan điểm về tướng số, lý số thì các bạn nghe, các bạn tham khảo. Chúc các bạn một năm hạnh phúc viên mãn.